cách đây một thế kỷ trước khi có thuốc kháng sinh hiệu quả, bệnh nhân lao đã được đặt ngoài trời vào những ngày nắng vì ánh sáng mặt trời được cho là có tác dụng cải thiện các triệu chứng. Vô tình, vitamin D đã được sử dụng để điều trị chúng. Điều tương tự cũng có thể nói về dầu gan cá tiết, dầu vitamin D được sử dụng để điều trị bệnh lao. Vai trò của vitamin D trong hệ thống miễn dịch đã khiến các nhà khoa học nghiên cứu tác động của nó đối với bệnh nhiễm trùng COVID-19. Một nghiên cứu gần đây trên tạp chí Internal Emergency Medicine cho thấy rằng vitamin D có tác dụng bảo vệ chống lại mức độ nghiêm trọng và nhiễm trùng COVID-19. Trong nghiên cứu bệnh chứng hồi cứu lớn này sử dụng dữ liệu từ Clalit Health Services CSS, tổ chức chăm sóc sức khỏe lớn nhất của Israel. Các nhà nghiên cứu đã chia dữ liệu thành hai nhóm để kiểm soát các yếu tố gây nhiễu và để đánh giá tác động của nồng độ vitamin D đối với nguy cơ nhiễm trùng COVID-19 và về mức độ nghiêm trọng của triệu chứng sau khi bị nhiễm. Để kiểm tra nguy cơ lây nhiễm, nhóm đầu tiên bao gồm hơn 41.000 người nhiễm SARS-CoV-2 được PCR xác nhận so với hơn 417.000 người đối chứng không có bằng chứng nhiễm trùng. Để kiểm tra mức độ nghiêm trọng của triệu chứng sau khi bị nhiễm, nhóm thứ hai gồm hơn 2.500 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng nghiêm trọng của COVID-19 so với cùng số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 được PCR xác nhận không cần nhập viện. Tất cả các cá nhân đã được đo nồng độ vitamin D trước đại dịch. Các nhà nghiên cứu đã đối sánh các yếu tố về tuổi, giới tính, vùng địa lý và tình trạng kinh tế xã hội và điều chỉnh các yếu tố BMI, dân tộc và các bệnh đồng mắc trong cả hai nhóm. Dữ liệu từ các bệnh nhân trước khi có vaccine phân tích nồng độ vitamin D của các nhóm này. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những bệnh nhân bị thiếu vitamin D nghiêm trọng được định nghĩa là mức dưới 30 nmol/L là những người có nhiều khả năng mắc COVID và có các triệu chứng nghiêm trọng. Theo Ni, nồng độ vitamin D trong máu từ 50 nmol/L đến 125 nmol/L được coi là đủ. Vitamin D được cho là có khả năng bảo vệ chống lại nhiễm trùng bằng cách hạn chế sự nhân lên của virus thông qua các peptide kháng khuẩn và bằng cách duy trì các liên kết tế bào để hạn chế sự xâm nhập của virus. Nó được cho là có tác dụng bảo vệ chống lại một số triệu chứng nghiêm trọng hơn của COVID bằng cách bảo vệ chống lại cục máu đông. Các hạn chế của nghiên cứu mà các tác giả ghi nhận bao gồm khoảng thời gian dài giữa thời điểm đo nồng độ vitamin D và thời điểm nhiễm trùng xảy ra và thiếu thông tin về điều trị bằng cách bổ sung vitamin D trong thời gian nhiễm trùng. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!